chào cô chú anh chị, tôi cũng lại tin về miền à. Đó, chị em còn đang ngồi để dán mấy cái này nè. Hoa đang khui nước ngọt bạch bạch luôn. Thì hôm nay cũng là mong cái người đại sứ đi bên đây đẹp ha. Rất rồi, bể rồi. Nó vừa dính chắc. Thương hiệu kẹo ngậm á. Kẹo ngậm biết dẫn lên thế nào. Thank you.
50 mét lại nha mọi người. Nó đâu mà lột ra là nó hiện là mỹ phẩm luôn. Cái kia là màu đen ha. Là màu đen rồi đó, nó cũng như cái điểm nhấn là màu khác màu. Thank you.